Thực ra công việc của em là em làm kế toán trưởng của các công ty, và đồng thời là em có mở kết hợp với một số bạn của em ở nhà hàng nữa. Có nhà hàng luôn á hả? Dạ vâng ạ. À, ngon vậy ta, nhà hàng gì đó? Dạ, nhà hàng Sushi Masa bán đồ ăn Nhật anh ạ. Rồi, hợp lý, bữa nào tôi ghé luôn. Mình có mua nhà ở Sài Gòn chưa? Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai, mời em ngồi. Xin mời nhà gái. Bây giờ thì hai bạn đã có mặt sân khấu rồi, mời em trai. Dạ, đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan cùng với toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình trực tiếp tại trường quay. Em tên đầy đủ là Trương Minh Hải. Trương Minh Hải. Dạ, năm nay thì cũng 40 tuổi rồi. Hiện tại thì đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Quê hương thì ở dưới Sóc Trăng. Hình như là nhà em gần nhà anh ở dưới anh. Ở dưới hả? Dạ. Sóc Trăng là ở quận Châu Thành hả? Dạ đúng rồi, em ở ngay gần chỗ mặt luôn anh. Ủa vậy là sát bên chỗ anh rồi. Dạ. Ha. Rồi, em Hải lên thành phố làm gì Hải? Dạ em thì cũng lên trên này em mua bán kinh doanh tự do thôi anh. Đặt hàng đồ thủ công, mỹ nghệ, đồ xưa, đồ cổ đồ anh. À vậy đó hả? Rồi Hải nhà ở đâu? Em hiện tại giờ đang sống ở bên quận Bình Tân anh. Em ở với ai bên đó? Em ở một mình à. Em thuê nhà ở một mình. Dạ đúng rồi. Rồi đó lý lịch của nhà trai, xin mời nhà gái. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Ngọc Lan. Em là Nguyễn Thị Lan Phương, năm nay em 39 tuổi. Em sống tại Thuận An, Bình Dương. Và em làm việc thì tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình đang làm công việc gì? Dạ vâng, công việc của em là em làm kế toán trưởng của các công ty. Và đồng thời là em có mở kết hợp với một số bạn của em để mở nhà hàng nữa. Có nhà hàng luôn á hả? Dạ vâng ạ. À, ngon vậy ta, nhà hàng gì đó? Dạ, nhà hàng Sushi Masa bán đồ ăn Nhật anh ạ. Rồi, hợp lý, bữa nào tôi ghé luôn. Mình có mua nhà ở Sài Gòn chưa anh Hải? Dạ không chị, mình có đất ở dưới Sóc Trăng rồi nên thử ra mình không có mua trên này. Bây giờ Hải cho nhà gái biết ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Thì nói chung cái khuyết điểm của em thì nhiều khi đôi lúc mình nói chuyện thì nó cũng hơi nó bộp chộp. Rồi thỉnh thoảng chửi thề nữa anh. Rồi thỉnh thoảng chửi thề nữa anh. Có chữ thầy nữa hả? Dạ có, hình như là em thấy là đặc trưng của đàn ông miền Tây mà ai cũng sẽ có, ít nhiều thì cũng phải có thôi. Có, ủa chữ thầy cũng là đặc trưng luôn á hả? Dạ đúng rồi. Em hay chửi gì vậy? Dạ thôi thương, bỏ đi. Rồi nhà gái sao nè, ưu điểm của sao? Mình là gì nè? Ưu điểm của em là em thứ nhất là em độc lập kinh tế. Dạ. Thứ hai nữa là em biết yêu thương gia đình. Rồi trời, dễ thương quá, nó nhỏ quá. Chào anh Quyền Linh. Rồi, xin chào em. Sao nè, ưu điểm, khuyết điểm sao nè? Em độc lập về tài chính. Thứ hai là em biết yêu thương trong gia đình em. Dạ, thứ ba nữa là em là một người rất là năng động và chịu khó học hỏi. Đường tình duyên đó sao rồi? Anh chưa hỏi khuyết điểm. Anh chưa hỏi khuyết điểm. À, chưa hỏi khuyết điểm đó, thì tự nói đi. Khuyết điểm sao? Khuyết điểm của em thì thứ nhất là em hơi nóng tính một chút. Em là một người không khéo che đậy cảm xúc. Là có cảm xúc sao nó lộ ra ngoài hết trơn luôn hả? Giận ai, ghét ai là biết liền, đang bực bội ai là biết liền luôn. Đường tình duyên của cô chủ quán sao? Thật ra là đường tình duyên của em thì cũng hơi trắc trở. Em thì cũng ly hôn được 16 năm rồi. Cái gì? 16 năm hả? Dạ. Còn chưa? À quên lộ, em ly hôn 6 năm rồi. À quên lộ, em ly hôn 6 năm rồi. Làm gì mà người đẹp vậy, lấy hôn tới 16 năm gì à? Xem anh có giật mình không? Giật mình chứ bộ. Em ly hôn 6 năm, con trai em năm nay 17 tuổi rồi. Kết hôn mười mấy năm đó? 17 năm. Kết hôn là 17 năm, sống chung 11 năm. Lâu quá không có người yêu, không biết còn yêu được không? Không có, em có người yêu mà. Em có người yêu mà. Có không? Vâng, mà em chia tay rồi. Vâng, mà em chia tay rồi. Vậy là có. Tức là sau khi chia tay là có người yêu. Vậy rồi sau đó. Khi em ly hôn em có người yêu. À, có yêu liền chứ tưởng đâu. Rồi rồi, ở bên đây luôn đi. Ở, dạ xin mời ở bên đây luôn đi. Thôi, coi nha, nhà trai mình tôi qua bên kia mình ghé nhà trai cái ạ. Người dân quê tôi Sóc Trăng đã bao mùa dầm dạ, mưa dài nắng. Rồi đó đó. Giao diện bên đây nhìn mặn mòi quá ha. Em đen giống anh Linh đó chị ơi. Em đen giống anh Linh đó chị ơi. Không, mà đen mặn mà, ngon lành. Anh bao nhiêu mối tình rồi? Năm 2016 mình đã lập gia đình. Dạ. Sống chung với nhau được 5 năm. Mình cũng mới ly hôn khoảng chừng hơn 2 năm nay. 2 năm nay, dạ. Anh có con chưa? Mình có một bé gái được năm nay nó được 7 tuổi rồi. Dạ. Ở với ai vậy?
Dạ, bé hiện tại giờ đang ở với mẹ anh. Mình họ nói về cái nhu cầu mình muốn có một người bạn gái như thế nào đi. Cái mẫu người bạn gái của em thôi cũng đơn giản lắm, chỉ là mình biết cái quan tâm tới gia đình, cũng như biết chia sẻ công việc với nhau, nói chung cùng nhau để xây dựng cái gia đình thôi. Bản thân em những điều em không thích ở phụ nữ thì em cũng không thích với bản thân em luôn. Thứ nhất là ăn nhậu, dạ. Thứ hai là cờ bạc, thứ ba là cái chuyện mà biết đi linh tinh cái chuyện tình cảm này nọ nó kia. Thì quán đó là quyền ăn nhậu nha. Bên em mở quán là nhậu ngon lắm á. Không biết hả? Nhưng mà ví dụ như bạn có nhậu chút ít thì cũng không sao, thì mình tỉnh mình trở về thôi. Nhưng mà ví dụ như lâu lâu một lần thôi, chứ ví dụ như hàng ngày thì đó mình rõ ràng mình không thích. Thật ra thì điều đó cũng chẳng ai thích. Thế thì còn cô gái của chúng ta có mong muốn gì? Thật ra thì cái tiêu chí của bạn trai của em thì thứ nhất là ưa nhìn, thứ hai đó là cao từ 1m7 trở lên. Chờ chứ. Coi lại coi. Dạ. Thôi 1m7. 1m7 hả? Dạ, nặng 70 kg. 1m7 70 kg. Có bụng hơi bự thôi chứ tướng cũng vừa lắm. Không được gia trưởng. Không, bên đó thấy có vẻ hiền lắm. Miền Tây ít có gia trưởng lắm em. Bên đó cũng rất mong một người biết chia sẻ. Thì chắc chắn bên đó cũng phải là một tuyết người chịu chia sẻ. Hai người đều chia sẻ, sẽ chia nhau luôn. Rồi, mình đi với ai vậy em gái? À, dạ em đi với cô của em. Chào nhà gái ạ. Chào nhà gái. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Ngọc Lan ạ. Dạ, chào nhà gái. Đúng như anh Linh với chị Ngọc Lan nói là đậm chất miền Tây, rất rặc miền Tây, hiền, gần gũi, ấm áp. Kiểu như anh Hải giống như là có thể là làm cho chị Phương có niềm vui được, để tạo được niềm vui cho chị Phương được. Tại vì chị Phương cũng đang cần cái sự gì đó, là người đàn ông ấm áp, vui vẻ đó. Tính chị Phương là kiểu như giống như nữ tướng nha. Trong công việc á, chị rất là quyết đoán, nhưng mà khi về nhà đó, chị có một mình à. Nhưng mà với anh Hải thì như người miền Tây thì người ta lúc nào cũng vui vẻ, cởi mở, rất là dễ tạo niềm vui cho chị. Được rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn em. Rồi, anh Hải đi với ai? À, anh đi với em. Chào em. Dạ, đây em là em của anh Hải. Em kết nghĩa. Rồi, thấy sao? Thấy nhà gái sao nè? Dạ, thấy thằng gái dễ thương, xinh, hợp với anh Hải. Anh Hải có hay dẫn bồ về nhà không? Dạ không, ảnh lo làm ăn không à. Có ai là kiếm của ảnh hoài không? Dạ không, ảnh thường xuyên là đi uống cà phê với em. Có nợ nần gì dai không? Dạ không. Ảnh có chơi hụi gì không, đánh đề gì không? Cái đó thì con không biết. Thôi, từ đó rồi. Này, nó nói thiệt nè, thì cũng hiền rồi cô à. Rồi, bây giờ mình mở rào cho hai đứa gặp mặt đi. Đúng nha. Đúng rồi, mở rào. Ráng lên chị Hải. Dạ. Tấn công luôn. Vô. Đứng lên tới. Chào bạn. Hôm nay anh đã xà lên. Có ít quà, cái này anh xin gửi biếu gia đình. Có một số quà nhỏ nhỏ anh cũng để biếu ra tặng em để làm kỷ niệm ha. Đeo mình có rung thì cũng làm từ từ, thôi chứ. Từ bỏ cái khoan, mở ra lại. Để cái bịch xuống đeo đàng hoàng cho nó lịch sự nha. Đeo lại nào, đeo lại đi Hải. Từ từ thôi, cái gì mà... Làm gì cũng quấn, buộc lâu lâu vô nhanh như vậy. Lâu lâu mà gặp phụ nữ là nó cũng vậy đó chị ơi. Rồi, từ từ nào. Để gặp mặt lần đầu tiên thì em cũng có món quà nhỏ gửi tặng anh. Dạ, anh cảm ơn. Ở đây thì em cũng có một phần quà nhỏ để em tặng cho anh Quyền Linh. Hồi xưa nhỏ nó bự quá vậy. Quà nó bự chứ nhỏ đâu mà nhỏ. Đây, cái này em tặng cho chị Ngọc Lan. Cảm ơn anh. Trời ơi. Gì đây Hải? Dạ. Cái gì đây đẹp vậy? Cái này anh phải đội như nè. Anh đi nắng đi mưa nhiều đội cho bớt đen anh. Anh Linh ơi. Cái gì vậy? Ủa? Đây là món quà của nhà hàng của em. Em gửi được tặng anh ăn thử. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Thôi, cái nón tôi đội đẹp chưa? Đúng dân miền Tây. Bữa nào nắng quá thì đội. Đội cái này. Còn bữa nào mà đi đám cưới, đám giỗ, đám quải á, mình sợ nó hư nón á thì đội cái này. Còn nếu mà mình vô mình làm đẹp mình đội nón này. Coi như cảm ơn Hải nó tặng hai cái nón luôn. Lúc nãy là em nói nhỏ quá là nó không biết là quê em ở đâu à? Em sinh ra thì ở Ninh Bình, em lập nghiệp ở Bình Dương. Hiện tại bây giờ công việc của anh là gì? Anh thì anh mua bán giao lưu để mấy cái đồ mỹ nghệ rồi. Là cái này đó hả? Anh tất cả nhiều lắm. Về cái vấn đề mà ăn uống trong gia đình thì nói chung ra thời buổi bây giờ mà ai rảnh thì người đó làm thôi. Quan điểm của anh về tình yêu là như nào?
anh cũng không hiểu rõ là cái quan điểm của tình cảm nó như thế nào nữa, nhưng mà cái mà vấn đề anh muốn ở đây là kiếm một người về để cùng nhau chia sẻ xây dựng gia đình thôi. Khi ngồi đối diện với em thì cái cảm nhận của anh về em như nào? Trước mắt thì anh cảm nhận em một cô gái khá xinh đẹp, nhẹ nhàng. Không, thật sự là em không nhẹ nhàng đâu. Thì đó là anh, chứ tại vì cái vấn đề đó anh đâu biết, từ đây anh mới gặp em có một chút xíu thôi thì anh cứ nghĩ là như vậy, nhưng mà có lẽ là trong công việc thì em không nhẹ nhàng trong công việc. Dạ. Thì một cái toán mà ít nhiều gì nó phải có những cái sự cứng rắn của nó. Dạ. Còn em cảm nhận là cái như con người của anh như thế nào? Thật ra thì anh cũng là một người ưa nhìn. À, còn em thì thật sự là em không thích một người đàn ông là đi lông bông lang bang. Em muốn một người đàn ông là có những cái công việc ổn định, hoặc là có những cái mục tiêu công việc là đâu ra đấy để sau này còn gánh vác gia đình nữa. Thật chất cái đặc trưng công việc của anh đó là phải đi. Công việc của anh nó ổn định là tại vì anh cũng sử dụng, anh làm công việc này nó cũng đã 10 năm rồi. Trước kia thì anh học đại học quản trị kinh doanh, dạ. Đại học kinh tế. Nhưng mà anh bỏ những cái đó để anh theo công việc này thì chắc chắn nó ngoại trừ là công việc thì nó là cái lý tưởng. Dạ. Mà cái lý tưởng thì nó phải đòi hỏi, nó phải đưa cho anh một cuộc sống ổn định thì anh mới theo được cái công việc này. Dạ. Thời gian anh dành cho gia đình là như nào ạ? Thì thí dụ như anh có gia đình thì anh không đi nữa thôi. Dễ mà. Dễ mà. Hợp lý. Ra nói chút xíu về nghề của Hải. Hải rất là nổi tiếng trong cái nghề đồ xưa đó. Khi em đi sưu tầm, em làm việc, em mua bán này kia, nếu em chỉ cần vào, người ta gọi vào trúng mánh đó, trúng một cái đồ cổ nào đó thì thôi, nó cũng mau lên lắm. Tại vì chưa, anh nói chưa có gia đình thôi, chứ có gia đình nghĩ rằng là anh cũng lo cho gia đình dữ lắm á. Thì trong suốt một khoảng thời gian mà anh sống chung với vợ á, là hầu như một cái gì anh cũng phải tự làm, kể cả việc nhà. Thì anh lên đây là mục tiêu muốn tìm một người bạn đời về để cùng chia sẻ với nhau, mình cùng phát triển hơn cái công việc. Hoặc là thí dụ như có con có cái thì mình cùng nhau nuôi dạy con cái nó. Có thể là ở ngoài xã hội em là một người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng mà đối với về với gia đình ấy thì em cũng chỉ là một con mèo thôi, chứ không phải là con hổ nữa. Thì em cũng rất cần một người đàn ông mà có thể làm cái chỗ dựa cho em, có thể làm cho em được vui, có thể làm cho em hết bị stress khi em ra ngoài công việc, thấu hiểu công việc của em, biết chia sẻ với em. Bây giờ là Hải tiến tới đi, nắm tay bạn gái lên nào. Chúng ta cần giao lưu chút xíu về mặt cảm xúc nha các bạn. Nhìn thẳng vào mắt nhau, thử xem. Rồi, anh cũng cảm ơn em ngày hôm nay đã dành chút thời gian quý báu thì đến đây để gọi là để gặp gỡ. Đến đây thì nó là một cái duyên rồi. Thì còn có nợ hay không thì nó sẽ còn là một quãng đường xa nữa. Thì đó là cái đó là mình hai đứa mình phải tự gây dựng. Vâng, ok. Cảm ơn em. Anh cảm ơn em, cảm ơn gia đình. Rồi, để tay nút bấm nha các bạn. Quyết định hay không là do các bạn, quyền của các bạn đó. Chuẩn bị, sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Em có bấm hả? Đến giờ cuối của em bấm. Chị thấy em suy nghĩ quá lâu. Tại vì thật sự là em chưa từng về miền Tây. Em muốn thử một chuyến đúng không? Theo em thì trai miền Tây và đàn ông miền Bắc nó khác nhau chỗ nào? Do em chưa từng yêu trai miền Tây cho nên là em không thể so sánh được cái sự khác biệt đấy. Còn anh cũng chưa từng ai gái yêu gái miền Bắc lần nào nên thử ra anh cũng không biết nó khác chỗ nào. Gái miền nào, trai miền nào cũng đáng yêu và dễ thương nếu như chúng ta yêu nhau. Cũng như hai đứa mình thôi. Đúng đây, bây giờ ai nói dễ thương mà. Không có gì phân biệt cả các bạn. Hãy yêu một lần đi rồi sẽ biết được điều đó. Thì hai bạn nắm tay nhau đi. Cảm xúc nó là từ trái tim của mình nó xuất phát, nó đưa đến bộ não và quyết định đến cái chuyện là đưa tay vào bấm nút bấm đó. Ha. KOA tinh thần thép. Có mấy người mối tình rồi? Dạ ba. Trời đất ơi. Có chút xíu rồi nó ba mối tình luôn vậy đó hả? Toàn là người ta coi như bày tỏ trước. Tôi nghe ba mối tình tôi có nhào qua liền. Mối dài nhất là bao lâu con? Được 3-4 tháng. Có hung chưa? Có người chưa người không? Hung nhiều lần không? Hung nhiều lần không? Giờ cũng nhớ. Trời đất ơi. Dạ thôi chú, con thì có một cái định mức thôi. Dạ quen nhau được 8 tháng chú. Cũng khá hơn khi ba mối mà chưa được 9 tháng đó con. Thôi nhà trai. Thôi, ngồi đi em. Xin mời nhà gái.
Chào em. Mời em nè. Rồi bây giờ mình giới thiệu tên tuổi của mình, nghề nghiệp, công việc của mình đi. Dạ, em tên Lê Văn Việt, sinh năm 1994, quê ở Ninh Thuận và hiện sống và làm việc tại Biên Hòa, Đồng Nai. Biên Hòa con làm gì Việt? Dạ, con làm nhân viên kinh doanh nhà đất. À, bất động sản nữa hả? Dạ, gái giới thiệu cho em. Dạ, em chào chị Ngọc Lê. Con chào chú Đường Linh. Chào con. Dạ, con tên là Bùi Thị Kim Ngân. Năm nay con 27 tuổi. Ngân sống ở đâu? Dạ, em sinh sống ở Long An vậy. Dạ, mình làm việc ở đâu? Dạ, em cũng làm việc ở Long An luôn. Làm cái gì nè? Dạ, em làm nhân viên văn phòng chị. Con ở Long An, con ở với ai? Dạ, con ở, con đi làm xong rồi con về nhà, con ở với mẹ, với cha. Mẹ, cha, rồi nhà có mấy anh chị em? Dạ, có hai chị em, chị em. Con là thứ mấy? Dạ, con là con cái lớn. Cái lớn hả? Dạ. Bây giờ ưu điểm, khuyết điểm con là gì? Dạ, ưu điểm của con là vui vẻ, hòa đồng, sống có trách nhiệm, biết lắng nghe. Khuyết điểm của con là hay quên, với lại nhút nhát nhút đám đông. Mình nhát thiệt, thường bên đây giờ bả nhát lắm. Bên đây cũng nhát nữa. Sao đâu, có chị Ngọc Lan ở đây rồi, đừng nhát, không có gì hết. Có mấy người mối tình rồi? Dạ ba. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Nó chút xíu rồi nó ba mối tình luôn vậy đó hả? Vậy mà nói nhát là nhát cái gì? Dạ toàn là người ta coi như bày tỏ trước. Rồi mình có chấp nhận không? Dạ có. Tôi nghe ba mối tình tôi phải nhào qua liền. Toàn là được cua không đó hả? Dạ. Đào qua dữ ta. Ba mối tình mối dài nhất là bao lâu con? Được 3-4 tháng. Dài dữ vậy đó hả? Mối ngắn nhất là nhiêu? Dạ 1 tháng. Tình trường quá trời dài rồi. Quá trời dài luôn vậy đó. Thiên niên kỷ luôn á. Mỗi tháng 2-3 tháng không à. Trời đất ơi, thiệt là tình. Hàng chi đó ba mối đúng. Trong những cái mối tình đó, cái mối tình nào là sâu nặng nhất? Có nắm tay mối tình nào chưa? Dạ có. Có hung chưa? Có người chưa, người không. Đó, cái người mà hung rồi đó là sâu nặng đó. Mốt ai hỏi nhớ trả lời vậy nghe không? Dạ. Hung nhiều lần không? Hung nhiều lần không? Giờ cũng nhớ. Trời đất ơi. Được nhiều không? Không nhớ. Con là sao nè, mấy mối tình rồi? Dạ thôi chú, con thì có một cái định mức thôi. Lâu không? Dạ quen nhau được 8 tháng chú. Cũng khá hơn kia ba mối mà chưa được 9 tháng đó con. Cái mối này là ai cua ai? À, ai cua con. Nhẹ hả? Dạ. Rồi sao chia tay? Dạ tại vì tìm hiểu một thời gian thì thấy không hợp lắm nên chia tay. Bạn đó có cái tính gì mà con thấy con không hợp? Dạ, tính gia trưởng chị. Vậy là em là không thích gia trưởng? Dạ không vậy. Rồi không thích gì nữa? Tính tốn hay chi li quá chị. Cái gì mà ở người đàn ông có thể thuyết phục được em? Em nghĩ cái thuyết phục được em là thứ nhất á, là em muốn là anh nó phải có công việc ổn định là đầu tiên. Ừ. Cái đó là quan trọng nhất. Thích người sao? Cái mẫu người em á, em thích dáng người giống anh ca sĩ của Kiến Huy. Còn tính cách thì giống chú Huyền Linh. Hai cái đó ráp lại cũng được á. Khá lắm á. Giao bên kia có gia trưởng không? Dạ không, nhưng mà có nóng tính. Lúc mà kiểu như test hay gì đó thì có nóng tính thì có quét to tiếng đi. Vì sau đó lại đi xin lỗi. Nói thôi chứ này chắc nó không bực mình đâu. Thiên khó. Nếu mà được con muốn lấy chồng liền không? Dạ nếu mà hợp thì con sẽ tìm hiểu từ 6 tháng tới 1 năm chú. Từ 6 tháng đến 1 năm hả? Dạ. Ba mẹ con hối chưa? Dạ, bên đây cũng có hối. Có hối rồi đó hả? Dạ. Chưa hỏi bên đây là mong muốn lấy vợ như thế nào nè. Mong muốn có người bạn gái như thế nào? Gái thì cứ bình thường thôi, kiểu như người của gia đình được. Bình thường thôi chứ bất thường cũng được hả? Như không thích, không như đừng có nhậu nhẹt hay gì đó. Thì sợ con gái nhậu. Sợ con gái nhậu hả? Đó, mấy cái đó mình phải nói ra. Hôm nay con đi với ai? Dạ, đi với mẹ với hai đồng nghiệp. À, có mẹ đây hả? Ừ, có phụ huynh nè. Hỏi có phụ huynh lo lắng không? Con một vậy hả? Mình thôi thấy cô bên đây sao? Dạ, con chào bác. Thấy ngoan chưa? Chị thấy cô này dễ thương không? Hiền không? Có hợp với con chị không? Đây để Ngọc Lan xúc động, xúc động quá. Dạ, tại mẹ con mới bệnh xong. À, mẹ mới bệnh xong hả? Sức khỏe cô làm sao? Thôi bữa nay con mình nó lên đây nó gặp bạn gái rồi. Biết đâu nó duyên cái nợ. Nó về chung nhà cho mẹ đỡ lo ha. Sao chịu không? Khóc? Chị chịu dâu tương lai này không? Em thấy biết rồi, dễ thương. Rồi thôi được rồi, chị rất là xúc động rồi ha. Tỏ là mẹ lo cho em rất nhiều. Ừ. Mẹ rất là lo cho chuyện tương lai, chuyện gia đình của em. Mẹ hay khóc vậy không con? Dạ có. Thì mẹ lo cho con đó. Hôm nay mẹ thấy con mà được cô đây đồng ý là mẹ vui lắm đó nha. Nhà trai ngoài mẹ thì còn đi với ai nữa không? Dạ đồng nghiệp.
coi như trưởng phòng. Rồi đâu đại diện cho dạ trai coi. Chào chú Huy Linh, chào chị Ngọc Lan. Em là Ly, năm nay 30 tuổi. Mình làm cùng với lại Việt. Việt thì ở trong công ty thì trong cuộc sống rất là hiền và rất là nhát, nên là khi mà vào bất động sản thì bây giờ là còn dạng dĩ để tham gia chương trình á, thì chị thấy bé bên này rất là hiền, rất là dễ thương. Việt thì có hay tâm sự là bây giờ em mà có bạn gái là em rất là cưng, nên Việt rất là thiệt thà, thấy hai đứa cùng mạng nữa, hai đứa đều mạng hỏa hết mà còn hiền nữa, hai đứa mà thương nhau á thì sẽ ít khi mà có qua lời qua tiếng lại thì thấy cũng rất là hợp. Rồi, cảm ơn em gái. Con đi với ai? Dạ, con đi với mẹ chú. À, có mẹ luôn hả? Dạ. Thấy chắc ai này cũng được. Mà con trai con phải mạnh mẽ lên chút, để bảo vệ bạn gái và gia đình sau này nữa. Bé Ngân nó hiền lắm, nhóc nhát nữa. Con mạnh mẽ không? Nói cho bác nghe đi. Dạ, do là cái tánh là nhát đám đông, nhát người lạ từ trước rồi. Nói với bác kìa. Nên cứ gặp người lạ là cứ nhát không dám nói. Nhưng mà người mà tiếp xúc gần rồi, kiểu bạn bè đã biết nhau ai gì đó, ai người thân đó, thì nói chuyện nhiều hơn. Sau này con định cư và lập nghiệp ở đâu? Dạ, Biên Hòa luôn. Nếu như sau này hai đứa con có duyên, con có thể về Long An sinh sống được không? Dạ, cái đó để từ từ con suy nghĩ lại. Đúng rồi, bây giờ thật ra đâu có tiền là được à, đâu công việc ổn định mà nó phát triển là được à cô ơi. Không có quan trọng là mình ở đâu đâu, thật ra tính là Long An Biên Hòa nó không có xa đâu. Rồi chuyện nó tính sao đi. Rồi bây giờ thì cho hai bạn gặp nhau thôi nào. Mở rào. Tấn công liền. Chào. Dạ, em cũng có muốn bạn tặng anh này cuốn sách em tặng anh. Anh cảm ơn. Hai bạn nói cảm nhận về nhau đi. Anh thấy em sao? Thấy em xinh quá, nó xinh quá. Còn bên kia thấy bên đây sao? Em thấy anh cũng hiền, cũng dễ thương. Em có thích nuôi thú cưng? Dạ có. Tại nhà có nuôi thú cưng, sợ bạn nữ lại không thích thú cưng. Em thú cưng lắm, mà nhà em cũng có nữa. Mà hồi nãy em nói là em giờ em sống ở, đang làm việc ở đâu? Em làm việc ở Long An. Long An luôn. Long An thì 90 đến 100 cây số thì đi cũng không có xa. Tại thích đi phượt, thích đi bằng xe máy á, nên có 100 cây thì coi như từ ở Biên Hòa xuống Vũng Tàu thôi, nên không xa. Kiểu như là muốn gặp nhau thì cuối tuần thì chắc là thời gian rảnh thì đi được. Cuối tuần này em có đi được. Cái này để em coi lại anh, tại vì công việc em có khi chủ nhật cũng phải làm nữa. Thì anh cũng là chủ nhật cũng làm. Dạ, tại vì tăng ca đó anh. Giờ cho xin hát lại. Đúng, nãy giờ chị sợ em run quá em không hát được. Chứ tại chị rất là muốn em hát. Thích hát, chỉ là hát không hay thôi. Chơi luôn em. Tiến tới nắm tay em đúng gái rồi, luôn. Hát chậm nghe luôn. Anh tặng bài hát là Muốn Em Là của Kayo. Chẳng còn em là đời anh chẳng ý nghĩa gì, thế nên anh phải cố gắng buông ba ngồi kia. Chục năm giờ cũng đã có dư gom về quê cưới nàng. Mời em đi về quê anh, treo xuồng ba lá, ngồi trà đá, ngồi hồ cá, mình cùng cá. Được nhìn em luôn cười vui là đời anh mãi luôn an bình. Muốn em là má của con anh sau này, muốn em là má của con anh sau này, muốn em là con của tím anh lâu dài, nhật bái thiên địa, nhảy bái cao đường, phụ thề giao bái, đêm nay ta say ta bái tăng ai. Ồ, có câu muốn em là má là sao vậy? Muốn em là má của con anh sau này. Sao mà không nhấn luôn mỗi câu muốn em là má, sao tự nhiên muốn em là má? Trời ơi, làm tôi giật mình luôn vậy đó. Bao lâu thì chúng ta mới có thể kết hôn được? Bao lâu thì nhà trai mới bước qua được? Quen nhau thì giờ em chỉ là bạn nữ, chỉ cần mở miệng, coi mở lời là nói là cưới thôi thì em sẽ cưới. Chứ trước em có quen á, cũng muốn cưới mà toàn ta không muốn. Ủa, tôi có mặn tội nghiệp lắm luôn á. Bạn trai nói vậy hợp lý không? Chịu không? Có cùng với cái suy nghĩ của em không? Dạ không chị. Thật ra thì cặp này quá là dễ thương, quá là hiền luôn. Đặc biệt là cô gái,
Trong cuộc sống thì chú nghĩ rằng bạn trai đủ để có thể che chở cho con á. Dạ. Hai người đều có mẹ đây hết trơn á. Tụi con nếu mà con thấy thích nhau thì tụi con đừng có ngại ngùng bấm cái nút đó. Còn nếu mà mình cảm giác mình không có thích, mình không cần phải bấm nút nha. 1 2 3 Hết thời gian. Bấm hay không là quyền các bạn. Con bé nó không bấm. Bấm rồi hả? À, giờ phút cuối nó đã bấm. Chậm quá vậy con. Con có suy nghĩ nha, con bấm chậm vậy. Dạ, con đang phân vân. Con đang phân vân cái gì? À, không biết bạn có thương hồi thiệt thật sự hay không. Có thương con thật sự hay không, đúng không? À. Rồi bạn trai sẽ chứng minh cho con biết là có thương thật sự hay không. Nhưng bạn trai có cảm tình với con rồi mới bấm. Đúng không trai? Bấm sớm. Bấm sớm lắm. Vừa nói xong là bấm luôn á. Có thương nó thật sự cũng lo kìa. Dạ có. Có thấy chưa? Bây giờ nào, có mẹ bạn gái thì nói vài câu cho mẹ yên tâm đi. Con thì nếu mà có tiến tới hôn nhân á thì chắc chắn con sẽ cố gắng làm việc để lo cho bạn. Thì coi như là nếu mà hai vợ chồng thì cùng làm á thì cùng xây dựng tổ ấm. Đó, được rồi ha. Nắm tay nhau đi nào. Chính thức đã hẹn hò với nhau rồi đó. Bây giờ hôn lên má cô gái một cái nè. Hôn lên trán. Trên má chứ ai, hôn trán hôn con á. Thôi đi. Đó, chúc các bạn hạnh phúc. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ Bảy và 22h30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7. Cũng xin được gửi lời cảm ơn đến tập đoàn bất động sản Hưng Lộc Phát, Hưng Lộc Phát kiến tạo giá trị cuộc sống, và thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản đã đồng tài trợ cho chương trình. Quý vị thân mến, cứ mỗi lần đến Bạn Muốn Hẹn Hò là chúng tôi đều vui mà cũng đều lo nữa quý vị. Vui thì là chúng tôi được kết nối, đầu tiên là họ đã có duyên gặp nhau trên sân khấu này. Cái nỗi lo là không biết họ có bấm nút hẹn hò hay không, mà họ bấm nhau họ quen được bao lâu, họ có cưới hay không. Càng ngày chúng tôi càng lo hơn nữa quý vị. Hôm nay hy vọng rằng họ sẽ bấm nút rồi hẹn hò rồi họ sẽ cưới nhau sớm. Bởi vì trong hẹn hò rất nhiều cặp đôi đã cưới nhau rồi, họ sinh con đẻ cái rồi. Đó là những niềm hạnh phúc của những người thực hiện chương trình. Mong rằng hôm nay sẽ cái duyên cũng sẽ được như vậy luôn ha. Dạ. Chúng ta sẽ bắt đầu với cặp đôi đầu tiên. Mời nhà trai. Xin được mời nhà gái. Đây, chị đỡ lên cho. Hấp dẫn rồi nha. Thấy có bộ hấp dẫn à. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Chào. Chào em. Em xin Ngọc Lan và tất cả quý vị. Thì em xin tự giới thiệu. Em tên là Minh Hiếu. Em sinh năm 1987. Năm nay em đã 35 tuổi. Em sinh ra ở Hà Giang và hiện tại bây giờ em đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. À, từ Hà Nội vào đây tham gia chương trình hả Hiếu hả? Dạ vâng ạ. À, thấy chưa? Thấy tinh thần của nhà trai chưa? Từ Hà Nội vô đây đó. Mời nhà gái. Mời em. Dạ, em chào hai anh chị MC, chào bạn nam và tất cả quý vị khán giả. Em tên là Lại Thị Thanh Thảo, em năm nay 32 tuổi. Em hiện đang làm nhân viên kiểm thử phần mềm và em đang sinh sống ở nhà bè cùng với ba mẹ. Rồi. Bên đây bạn Thảo 32 tuổi, sống và làm việc tại nhà bè. Thảo nói... làm gì nói lớn lên thôi Thảo. Dạ em làm kiểm thử phần mềm ạ. Cái gì phần mềm? Kiểm thử phần mềm bên kiểm IT. Kiểm sửa phần mềm là hình ảnh rồi kia đó hả? Kiểm thử. Dạ đúng rồi, là kiểm thử đó. Tức là kiểm tra và thử. À rồi. Dạ, dạ. Ok. Một người Hà Nội, một người ở nhà bè. Câu bộ nó hơi xa ha. Nhưng sao tình yêu nó khi mà nó đủ lớn rồi thì không có gì là xa cả. Người ta còn nửa vòng trái đất, ta còn yêu nhau được, ta còn lấy nhau được mà ha Hiếu hả? Dạ vâng ạ. Hiếu có điểm mạnh điểm yếu gì? Thực ra thì điểm mạnh của em thì em biết điểm yếu của mình ở đâu. Và điểm yếu của em thì em không biết điểm mạnh của mình là gì. Ôi trời đất ơi trời. Phức tạp quá. Nghĩ ra nó cũng phức tạp nhưng mà nó cũng đơn giản thôi mà. Vấn đề chúng ta nhìn thấy điểm yếu của mình là được. Còn điểm mạnh mình không cần thấy, để cho mọi người tự thấy cũng được, không sao cả.
Em ở Hà Nội, em ở với ai? Đây, hiện tại bây giờ em đang sinh sống một mình ở Hà Nội. Một mình hả? Dạ vâng. Ba mẹ ở đâu? Dạ, hiện tại ba mẹ em đang ở quê. Ở quê là? Quê bố mẹ em bây giờ hiện tại đang sinh sống là ở Yên Bái ạ. Yên Bái hả? Dạ vâng ạ. À, Yên Bái là Sa Pa rồi đó ha. Mù Cang Chạc. Không, Yên Bái là Sa Pa chứ. Sa Pa là Lào Cai ạ. À, Lào Cai. Yên Bái là Mù Cang Chải đúng không? Dạ đúng ạ. À, rồi từ Lào Cai lên Sa Pa là mấy chục cây nữa đúng không? Dạ, cũng xa xa đấy. Rồi. Rồi một mình em vào Hà Nội lập nghiệp lâu chưa? Em đã học đại học ở Hà Nội. Sau đó là em có làm việc ở Hà Nội thì đến nay cũng đã được hơn 10 năm rồi. Em học đại học gì? Dạ, em học đại học công nghệ thông tin ạ. Rồi em bây giờ em đang làm gì? À, hiện tại thì em gắn bó với ngành F&B là nhiều. Nên khi mà đến tham gia chương trình thì em cũng có mời hai MC và bạn nữ bên kia thưởng thức một chút đồ uống để cho ngọt giọng có thể là giúp em may mối được tốt hơn. Tức là thì... em có một cái chuỗi bán hàng á hả? Em làm trong công ty liên quan đến các chuỗi đồ uống. Tuy nhiên rồi. Thì hiện tại bây giờ em đang làm ở văn phòng. Ok, bây giờ để cho anh coi như anh mời bên kia uống trước đi ha. Dạ. Chúng ta cảm nhận rồi gặp nhau. Bên đây đầu tiên là sẽ có món quà gửi bên nhà gái nha. Dạ. Nhà gái thưởng thức rồi vừa nói chuyện rồi mình vừa cảm nhận về món quà của nhà trai luôn. Hân hạnh mời bà mối. Chào em gái. Dạ chào anh. Đây, bà mối thử đi. Cảm ơn ông Mai. Này của nhà trai làm đó nha. Đây là nước gì ta thấy có hai trái trái vải. Vải. Nè có cái ống hút nè. À, mấy chút rồi uống luôn rồi. Này không có hối lộ lấy lọc đâu. Mà mời thiệt tình đó nha. Nếu uống được mai mốt mua ủng hộ. Trà vải hả cưng? Nhà trai tôi dạ. Là khéo tay lắm đó. Cái này mình làm luôn hả em trai? Dạ vâng ạ. À tự hiếu làm luôn đó. Thử xem. Nói chung là hết ly rồi ạ. Ngon ha em ha? Dạ. Nó có cái độ chát chát của trà và có vị thơm của vải. Ngọt của vải. Giang, hương vị Hà Nội, Lào Cai. Đậm đà hương vị Việt. Được. Em cái này mình đi học hay là mình tự làm, tự sáng tạo? Có thể là em bén duyên với nghề là do nghề chọn mình. Em đã gắn bó với nghề cũng được hơn 10 năm rồi. Hơn 10 năm hả? Dạ. Em bắt đầu công việc thì cũng từ các nhân viên bình thường. Thì sau là trải qua các chuỗi đồ uống thì em cũng có biết một vài những cái cách pha chế đơn giản. Thì sau này có thể về pha chế cho người thân của mình được. Chuỗi cái đồ uống như thế, rồi có nhà hàng ăn uống ăn không? Dạ có, em đã cũng làm nhà hàng hơn 6 năm. Tức là một chuỗi luôn, ăn uống luôn hả? Dạ ạ. Thôi giỏi quá ta. Chuỗi của em là bao nhiêu cửa hàng rồi cưng? Dạ không, em làm cho công ty ạ, công ty quản lý chuỗi ạ. À, quản lý chuỗi hả? Dạ ạ. Rồi mình học được nhiều không? Nói chung là đi đâu thì cũng phải học ạ, căn bản là cũng phải học xong. Nhưng mà theo anh á, thì bây giờ mình làm cho công ty, rồi mình học ra rồi biết đâu mình sẽ làm một ông chủ, một cái chuỗi cửa hàng là trà trái vải này sao? Đúng không? Dạ. Rồi, đó bên đây thế mạnh là vậy đó. Vậy thì bây giờ hãy nghe để thế mạnh của nhà gái nè. Nói đi em. Dạ. Điểm mạnh của mình là gì? Ưu điểm của mình là gì? Dạ, điểm mạnh của em thì em là người khá là độc lập. Dạ. Nói chung là những việc gì em muốn làm á là em sẽ cố gắng em làm cho bằng được. Mình sẽ cố gắng, ví dụ như mà làm cách này không được mình sẽ thử cách khác, mình không có bỏ cuộc dễ dàng. Mà nói chung là em cũng chịu cày. Chứ là chịu khó để mà làm việc. Dạ. Rồi còn khuyết điểm? Dạ khuyết điểm của em là em không biết nấu ăn, em không biết làm việc nhà. Chứ bình thường ai dạ. Làm cho em? Yên tâm bên đây làm em. Trời bên đây người ta nấu ăn được, ta làm được đủ thứ mà. Bên đây giỏi đó, yên tâm đi, ăn uống khỏi lo. Bên đây lo. Thấy uống trà được không? Dạ. Trà đó anh mua đó. Yêu nhà trai làm đó. Nhà trai làm nha, chứ không phải tôi nha, làm nha, tôi mua thôi. À, rồi, rồi bây giờ mình nói tới tình trường đi. Hiếu 35 tuổi rồi. Dạ. Trải qua con đường tình duyên thế nào? Em thì đã trải qua hai mối tình ạ. Hai mối? Dạ. Mối tình đầu tiên thì vào năm đại học năm thứ 2. Rồi. Thì em có quen qua một trò game online.
quen người yêu trên online luôn? Dạ vâng, ngày xưa là có chơi trò audition. Rồi, mối tình nó kéo dài không? À, được, kéo dài được khoảng 1 năm. Không lâu lắm. Dạ vâng, thì sau đó là bạn ấy có đi du học, thì thực ra là cũng rồi, kéo dài được. Mối tình thứ hai? À, mối tình thứ hai thì cách đó khoảng 13 năm. Thì là cũng là một mối tình mà em được giới thiệu. Đó là em có thích nuôi chó, nuôi cún á. Thì cái cô bán cún có thấy em quan tâm chăm sóc con cún thì lại có giới thiệu em gái cho em. Thì em cũng có nhắn tin và làm quen với bạn ấy thì cũng hẹn gặp nhau. Và hai người quen nhau bằng một cốc nước mía đấy ạ. Cái cô nuôi chó, cô giới thiệu em của cổ cho em. Cô bán chó. Cái cô bán chó. Dạ. Tưởng nó quen cô bán chó hay về quen em của cô bán chó. Dạ, vâng ạ. Vì em mê chó đúng không? À, tại vì em ở một mình buồn nên em cũng muốn có một con cún. À, dạ. Kêu con cún nó dễ thương, sao tôi kêu con chó nó kỳ quá. Giờ nghe nó nặng nề quá không ai? Nặng nề quá, nhưng mà trong miền Nam này gọi con chó. À, nói chung là nhờ tình yêu động vật nên thành ra em quen được cái mối tình thứ hai. Dạ mà. Rồi kéo dài bao nhiêu năm? Dạ, cũng được 1 năm ạ. Số 1 năm không vậy? Rồi cuối cùng không có chơi con quen con chó nữa, bỏ luôn hả? Không có mua chó, không có mua, không có đến cửa hàng cô chị của người đó thì nó bỏ nhau hay sao? À, tại vì khi mà chó thì em đón về đó, em chỉ hay nhắn tin hỏi cách chăm sóc làm sao và đồ ăn thực phẩm như nào, cách pha sữa làm sao để cho chó nó tốt. Thì em cũng hỏi nhiều. Vậy là em có thêm cái nghề là pha sữa cho chó nữa. Thực ra thì chăm sóc động vật hay là chăm sóc các cháu nhỏ thì em cũng có biết sơ sơ, tại vì anh chị của em là cũng có một dàn các cháu hùng hậu nên em cũng đã được chăm sóc nhỏ từ bé đó. Em có vẻ kỹ lưỡng nha. Cái việc đó không phải tìm hiểu ha, chứ gặp anh mà con chó nó cho cái gì nó ăn cái đó, anh cứ cho nó uống đại vậy thôi. Dạ. Hai cái mối tình này rất là lạ. Mối tình đầu tiên có 1 năm, xong 13 năm ngưng nghỉ không yêu. Dạ. Đến năm thứ 13, 14 mới đầu yêu. Dạ. Yêu 1 năm rồi bỏ. Tới giờ là bao nhiêu năm rồi? Bao lâu rồi? À, cũng được 2 năm rồi. Rồi trong khoảng thời gian gọi là ở không đó, em không có để ý gì tới tình yêu hay sao? Dạ, em để ý đến công việc. À, tập trung vào công việc ha. Rồi, người này là người lo sự nghiệp rất quan trọng. Bây giờ có sự nghiệp chưa? Em nghĩ thì sự nghiệp thì ai cũng có. Tuy nhiên thì em cũng muốn sự nghiệp nó phát triển hơn nữa. Giờ đủ sự nghiệp để đủ lo cho vợ, cho con chưa? Em cũng biết không biết là cái khái niệm đủ nó như thế nào. Nhưng hiện tại thì em nghĩ là có thể chăm sóc được. Đủ là do mình quan điểm thôi. Đủ là đủ. Đúng rồi. Đủ em chưa? Có tự tin không? Em nghĩ là đủ ạ. Ờ, à, okay. Tự tin như thế. Đủ là giờ mình có bữa 2-3 bữa ăn vậy rồi lo con đi học là được rồi, đúng không? Dạ. Đó, lý lịch sơ sơ của nhà trai vậy đó, nhà gái thấy làm sao? À, bây giờ trước khi nhà gái đưa ra ý kiến thì nhà gái phải nghe cái câu chuyện tình trường bên đây cái đã. Tình trường mình sao? Mình bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em có một mối tình thôi ạ, à, từ thời đại học. Ừ, quen nhau bao quen không? Nhau gần 8 năm. Sau đó thì bạn đi du học. Rồi cái hai đứa cũng có nhiều cái nó bất hợp, không có hợp với nhau nữa. Sao mà cách lòng không? Dạ thì cũng có. Thì sau đó thì tụi em quyết định là chia tay. Và cũng khoảng đó hơn 2 năm rồi. Tới đây thì em vẫn một mình. Trời ơi, yêu nhau 8 năm rồi người ta đi du học rồi cái chia tay luôn. Tội nghiệp quá à. Nguyên cả một cái thanh xuân luôn á. Tình yêu khó nói lắm. Ồ. Đôi khi gọi là mình cứ theo nó thì nó chạy đi ra hoài nó mất luôn đó. Ha. Rồi bây giờ thì chúng ta đã nghe rõ về cái đường tình duyên của nhau rồi. Mỗi đêm mỗi bên đều có trắc trở của nó hết. Bây giờ sắp tới mình sẽ đến một mối tình, coi như mối tình mới nhất đi. Mình phải chăm sóc nó, phải hiểu nó nhau nhiều hơn. Chính vì thế nên ta phải đưa ra cái tiêu chí cho nó cẩn thận. Ông Mai ơi, hỏi tiêu chí của bên nhà gái trước đi. Rồi. Ừ. Nãy giờ nhà gái không nói nhiều, nói ít quá à. Tiêu chí của mình sao cưng? Mình mong muốn có một người bạn trai như thế nào? Dạ, em tiêu chí cũng đơn giản thôi à. Chỉ cần bạn trung thủy. Nói lớn lớn chút đi em gái. Dạ, bạn ấy trung thủy, biết quan tâm em. Với là bạn ấy nấu ăn ngon. Nấu ăn ngon, trung thủy, biết quan tâm, rồi gì nữa. Nấu ăn là được rồi đó. Đây ta quan tâm yêu động vật, tức là ta còn là dạ, có tình yêu bao la lắm, yên tâm. Nấu ăn tính ngon thì không biết hay không, nấu ăn được xíu. Tính tình vui vẻ thoải mái. Đừng có gia trưởng. Không gia trưởng, cái điều gì em không thích ngoài gia trưởng? Ghen. Dạ. Rồi, hết chưa? Dạ chắc. Rồi giờ em thích cao khoảng bao nhiêu? Cao hơn em là được. Trắng hay đen? Dạ vừa người. Thích mập hay ốm?
Dạ thích ốm. Rồi để chị qua chị coi bên đây mập hay ốm nghe. Thích ốm hả? Chào chị. Chào em. Trời ơi rồi. Đúng luôn á. Đúng gu em luôn. Ở đây người ta có chuỗi bán nước, tao uống nước không, tao không ăn. Uống nước trái cây không mà nên theo thì lắm. Sao mà em nghe tiêu chí bên kia em thấy bản thân của mình nó phù hợp được bao nhiêu phần trăm? Ừ, em nghĩ rằng không được. Ghen nè, thích ốm nè, da này vừa vừa, không trắng không đen nè. Ủa rượu bia rồi em có thích không cưng? Rượu bia biết cũng được nhưng mà đừng có nhậu mà xong say xỉn thì về bắt em dọn là được. Rồi hút thuốc làm sao? Dạ em không thích. Đó, có hút thuốc không? Dạ không. Em rất là tự tin vì gia đình em kể cả dâu rể không một ai hút thuốc. Giỏi quá, tốt quá. Người đàn ông này có vẻ rất là nghiêm chỉnh trong tất cả mọi thứ luôn nha. Có gia trưởng không? Vì em không phải là trưởng nên em không gia trưởng. Nhưng em sẽ cố gắng để thành một trưởng gia. Trời ơi, biết nói chuyện cái sợ luôn á. Trời ơi, sale mà. Dễ thương ghê. CEO rồi. Của một chuỗi cái thức uống và cửa hàng thức uống là cũng gọi là bản lĩnh lắm á. Chuỗi cửa hàng của em có bánh ngọt rồi la sét không? Hiện tại bây giờ nơi làm việc của em thì hiện tại bây giờ chỉ có đồ uống nguyên chất liên quan đến đồ uống healthy và sức khỏe. Chị Lan sẽ đưa bánh ngọt vô, bánh lòng. Dạ. Rồi bây giờ mình nói về tiêu chí của mình đi. Đúng rồi. Muốn lấy vợ thì sao nè? Em thì thực ra cũng không biết là cái tiêu chí của mình nó cụ thể là như nào. Tuy nhiên thì gia đình em thì là một gia đình rất là tình cảm nên em muốn có một người con gái sống tình cảm, sống biết điều với lại gia đình và các mối quan hệ. Thì nói chung là mọi thứ khác thì em cũng không đặt quá cao, chủ yếu là phù hợp với nhau là được. Rồi. Tình cảm là được đúng không? Yêu thương chăm sóc gia đình là được. Được không em gái? Dạ được. Được ha? Dạ. Con người này cũng tình cảm đây. Rồi mắt cũng ướt ướt ha. Rồi nụ cười rất là tươi, cũng rất là tình cảm luôn. Mình định chừng nào lấy chồng? Dạ ba mẹ em cũng mong lắm rồi đó. Mong lắm rồi. Ví dụ giờ phải đi làm dâu ở ngoài Hà Nội thì được không? Ở Lào Cai thì được không? Thí dụ nha, chứ chưa biết. Thí dụ giờ lấy chồng mình yêu, rồi mình thương chồng mình đi về làm dâu ở Lào Cai được không? Em nghĩ nếu mà là duyên số với nhau thì có thể được. Có thể. Dạ. Thí dụ giờ anh ấy, mình với anh ấy thương nhau, anh ấy thôi giờ bắt phải về Hà Nội luôn, bởi vì anh ấy có cả một cái chuỗi, quản lý cả chuỗi cửa hàng không đi đâu được, mình có thể đi Hà Nội được không? Nhưng mà cũng phải cho em về nhà thăm ba mẹ em nữa chứ, không lại bắt em ở cho Hà Nội. Chứ. Cho chứ, ai không muốn cho, thì lâu lâu thì bay về thôi. Nhà em là ở đâu? Dạ em ở nhà bè. Ở nhà bè luôn hả? Giờ ở với dạ, ai? Em ở với ba mẹ. Với ai nữa? Dạ hiện giờ có ba mẹ thôi, thì anh hai em đã lập gia đình và ra ở riêng rồi ạ. Bây giờ là ở ba mẹ, ba mẹ lớn tuổi chưa? Dạ cũng chung chung tầm trung. Tầm trung hả? Dạ. Vậy chắc ba mẹ còn trẻ đúng không? Dạ. Vậy không lo đâu. Thật ra là bây giờ bên đây mới khó nè, bên đây chỉ ở với cha mẹ thôi, thành ra lấy chồng mà ở xa thì cũng rất là khó. Đó, không biết ý kiến nhà trai sao thì chưa biết, hỏi thử coi sao. Thí dụ giờ cô gái nói em không đi Hà Nội được, em phải ở đây chăm sóc ba mẹ thì có được không? Hiếu. Em nghĩ rằng mỗi người có một quan điểm riêng. Thì bản thân em thì cả gia đình và sự nghiệp của em ở Hà Nội. Nên em nghĩ rằng nếu mà có sự lựa chọn thì em nghĩ rằng em vẫn lựa chọn là vừa gần ba mẹ và phát triển sự nghiệp của mình. Đó. Lỡ giờ người ta cũng muốn ở gần ba mẹ người ta làm sao? Nói chung thì vì khoảng cách khá xa nên em nghĩ rằng chỉ có một trong hai sự lựa chọn thôi. Còn nếu mà có sự lựa chọn thứ ba thì chúng ta sẽ đi lại thường xuyên. Vì bây giờ máy bay cũng rất là tiện rồi. Nói chung quan điểm hai bên là rõ rồi đó. Bên đây cũng có thể làm đi Hà Nội được, nhưng vẫn còn ba mẹ ở đây. Còn bên kia thì khoát là mình ở Hà Nội luôn. Tới rốt cuộc cái sự lựa chọn thứ ba là ở Đà Nẵng. Để đi về Hà Nội cũng gần, mà về Sài Gòn cũng gần. Vậy đi. Nói chung cái gì cũng có cách giải quyết hết. Quan trọng là chúng ta có chịu cùng nhau giải quyết hay không. Không, quan trọng là chúng ta có yêu nhau hay không. Thì yêu nhau rồi mới chịu cùng nhau giải quyết. Chúng ta có đủ tình yêu đủ lớn để giải quyết điều đó hay không. Chứ bây giờ không yêu nhau thì sát bên nhau cũng không thèm về thì đúng nữa rồi. Mà đã yêu nhau thì dù bốn biển năm châu ở đâu cũng được. Đúng. Quan trọng ở đâu làm ra tiền. Có tiền là mình có thể về thăm ba mẹ tuần về một lần cũng được. Đúng rồi. Còn nếu mình giàu quá thì mình mua máy bay lúc sách nào bay về cũng được. Chụp thăng luôn. Đúng rồi. Bây giờ mình hỏi người thân đi. Okay. Thấy bên nhà gái là có vẻ rất là muốn đóng góp ý kiến nè. Mình hỏi người thân nhà gái trước ha em ha. Dạ. Rồi
bè nước chảy chia hai. Dạ, đầu tiên thì em chào hai anh chị MC và em chào bên nhà trai ạ. Dạ, tại vì tính bạn em thì nó hơi nhút nhát xíu, cho nên là em sẽ bổ sung tí xíu ưu và khuyết của bạn em. Tại vì em và Thảo đã chơi với nhau là hơn 20 năm rồi. Dạ, cho nên là em biết rất là rõ bạn em. Bạn em khuyết điểm bằng em thì khá là nhút nhát, bạn không có giỏi ăn nói. Nhưng mà ưu điểm của bạn là như bạn đã nói rồi á, bạn nhất quyết làm gì thì sẽ làm đến cùng. Và ưu điểm của bạn là bạn rất là thật thà, chân thật. Và thật sự là tính tình của bạn rất là tốt, rất 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 tốt luôn. Rất là hiếm tìm được một người con gái nào mà tốt như bạn. Chơi với bạn rất là chân thành, rất là có hiếu với ba mẹ. Và cũng rất là biết đối nhân xử thế trong xã hội. Về sự lựa chọn của bạn á, thì em dù bạn chọn hay không chọn gì em cũng tôn trọng và ủng hộ bạn hết mình. Nhưng mà về nếu như hỏi em á, thì em thấy là bạn trai bên đây khi mà ngay khi bước ra là em đã thấy rất là hợp couple với lại bạn em. Đầu tiên về cách ăn mặc. Đúng rồi, chị đang tính dạ. Nói luôn. Thứ hai nữa là vì ngoại hình. Thứ ba nữa là về công việc. Thứ tư nữa là về cái quan điểm sống á, rất là bù đắp cho nhau. Bạn trai thì biết nấu ăn, nhưng mà bạn em thì không biết. Nhưng mà ngược lại bạn em cũng biết kiếm tiền. Đó, thì em thấy cái vấn đề mà không biết làm việc nhà đó cũng không có gì khó khăn hết. Quan trọng là hai bạn, em thấy một vấn đề là khó khăn nhất ở đây á, là hai bạn ở xa quá. Cho nên là không biết là có thể sắp xếp được với nhau hay không. Nhưng mà bạn em á, thì khi mà đã nhất quyết làm thì sẽ làm đến cùng. Cho nên nhà trai cũng đừng quá lo lắng. Khi mà đã có tình cảm với nhau rồi thì hai bên sẽ tự biết sắp xếp với nhau thôi. Dạ. Em đó chính là quan điểm của em. Dạ. Rồi, em cảm ơn gái. Dạ. Rất là hay đó. Rất rõ ràng. Rồi nhà trai mình đi với ai nè? Dạ, em đi đến đây cùng với lại ba mẹ và người thân. Ồ, có bố mẹ luôn hả? Từ Lào Cai vào luôn hả? Dạ, từ Yên Bái vào hả? À, xin chào nhà trai ạ. Mình cầm video dùm Quỳ Linh đi coi chú. Yên Bái. Xin chào hai MC. Dạ. Xin chào các quý vị khán giả ở trong trường quay. Xin chào nhà gái và chào cháu gái xinh đẹp. Tôi là Mai Thị Huyền, năm nay tôi 66 tuổi. Đây là bố của cháu Hiếu và bên cạnh nữa là anh trai của Hiếu. Và chúng tôi thì từ Yên Bái xuống Hà Nội tối hôm qua. Sáng hôm qua chúng tôi đi thì tối hôm qua mới đến Hà Nội. Thế nên bảo thế thì con cứ đi xem rồi kết quả nào mẹ đi sau. Không được, bố mẹ phải đi với con thôi mới có động lực chứ. Thế là chúng tôi đi. Thế thì hôm nay đến cái trường quay này thì tôi rất là phấn khởi, gia đình tôi mừng lắm. Bởi vì là cháu đã 35 tuổi mà không chịu lấy vợ. Rất nhiều lần tôi giục bà con lấy vợ đi cho mẹ yên tâm cái tuổi già. Thế nó bảo con chả lấy ai đâu, ở thế thôi. Đấy, nghe thấy có buồn không? Nhưng mà đến cái trường quay này ấy, thì thú thực là tôi thấy ông mối với bà Mai nó rất là tuyệt vời. Qua cái dẫn dắt chương trình rồi các gợi ý cho các cháu thì tôi thấy là tuyệt vời. Tôi hy vọng rằng là hai con sẽ có những cái điểm chung để mà gặp nhau. Đấy, nói như là MC cũng như là nhà gái nói, con trai tôi rất thích màu đen. Khi mà cháu gái xuất hiện tôi bảo lại cũng màu đen. Đấy, đó là một cái trùng lập nhau. Thế còn lại cái địa lý ấy, thì đúng là về phần địa lý hơi xa, nhưng mà yêu nhau thì tam tứ núi cũng trèo. Bây giờ thì đơn giản thôi mà, 2 tiếng đồng hồ là đến với nhau đừng hay đúng không ạ? Yeah. Miễn là hai con tim hòa hợp lại với nhau và cùng bấm nút rồi hẹn hò rồi tâm sự nọ kia thì là được đến cái kết quả cuối cùng là tốt nhất là chúng tôi mong muốn. Thế còn cái mong muốn của cháu gái ấy, là về cái người bạn đời mà mình muốn chọn ấy, không mình cháu mà hàng ngàn người phụ nữ đều muốn chọn những tiêu chuẩn như vậy, đúng không? Dạ. Bác già rồi nhưng ngày xưa bác cũng chọn bác này như thế đấy. Hay quá hả? Bởi vì bác nấu ăn thì bác cũng biết nấu nhưng bác này nấu ngon hơn. Bây giờ con trai bác cũng vậy, cũng nấu ngon hơn. Cho nên là con yên tâm, nếu như mà hai con có cái trái tim cùng hòa cùng một nhịp đập thì con hoàn toàn yên tâm về vấn đề đó. Thế còn nói về các con có ở chung với bố mẹ hay không là do các con quyết định. Bác đã cho Hiếu ở một mình hơn chục năm nay rồi mà. Kể từ ngày đi học cho đến bây giờ lập nghiệp rồi cũng ở Hà Nội một mình. Còn bố mẹ thì ở quê thôi. Cho nên con cũng thế thôi. Báo Hiếu bố mẹ là rất quý. Con còn lo cho bố cho mẹ như thế, điều đấy là rất quý. Hiếu cũng lo cho bố mẹ lắm chứ. Bố mẹ đi đường xa rồi bố mẹ mệt lắm chứ.
Nhưng mà cái hiếu đó không phải là ta ở gần là có hiếu, đúng không con? Dạ. Miễn là mình làm ra kinh tế, mình tự chủ, tự lo cho mình, các con hạnh phúc, kinh tế phát triển, đó là bố mẹ rất là mừng. Và cái đó là các con là báo hiếu bố mẹ rồi, chứ không phải sớm tối gặp bố gặp mẹ là báo hiếu, đúng không con? Dạ. Thì cái đấy là hai con nếu như hòa hợp được với nhau mà xây dựng được với nhau thì cái đó các con bàn bạc tiếp về phần